Đây này. Đó. Có kiểu ảnh đẹp đó. Ok. Nào, nhìn vào đây nào, thần thái thật là tươi nào. Thật tươi. Đâu rồi, sao con Siro, sao mắt của con Siro này hí hí thế kia? Mở to mắt ra nào. Pila nhìn vào đây nào. Chưa được, ảnh chưa có cái khung ảnh nào đẹp cả. Nào. Con Messi nữa, nhìn vào đây. Nhìn con Messi cho cái chân lên đi, Messi. Đâu rồi, Messi cho cái chân lên. Nào. Cho chân lên nào, để làm sao để có kiểu ảnh đẹp nào. Một, hai, ba nào. Một, hai, ba nào. Chưa được, mắt mắt của Siro, sao Siro này mắt này hí hí thế kia, mở to mắt ra. Con Maxi nhấc cái chân lên nào. Yumi, một, hai, nhìn nào, tập trung vào đây nào, một hai ba này, một hai ba, làm sao để chụp ảnh cho nó thật là đẹp này. Một, hai, ba nào. Messi chưa được. Messi đâu? Messi, còn Messi đâu nhỉ? Messi ơi, nhìn vào giữa đi. Đúng rồi, cười tươi nào. Hai, ba nào. Cười thật tươi. Cười thật tươi. Nào, đúng rồi. Rồi, chuẩn rồi đấy, bây giờ có khung ảnh đẹp rồi này. Nào, nhìn vào đây, tất cả. Một, hai, ba. Ok. Rồi, ok, giải tán. Xinh rồi đấy. Rồi, xinh rồi, quá xinh luôn.